Hãy cùng điểm qua 5 lý do khiến việc PSG thay đổi vị trí của Messi có thể giúp họ trở thành ứng cử viên vô địch Champions League mùa này. Số 5. Neymar ở gần vòng cấm hơn. Neymar Jr. là một trong những cầu thủ tấn công có kỹ thuật tốt nhất hiện nay. Anh cũng là một trong những cầu thủ dê bóng giỏi nhất và có rất ít cầu thủ bóng đá có thể điều hướng không gian hẹp như cầu thủ người Brazil. Trong hệ thống mới của Gautier, Neymar chơi ở vị trí cao cấp hơn nhiều so với vị trí mà anh đã được triển khai trong vài mùa giải vừa qua. Cầu thủ 30 tuổi không thể đoán trước và đủ thông minh để trở thành một cơn ác mộng với những hàng phòng ngự đối phương. Kết quả của việc cho phép Neymar ở gần vòng cấm hơn và ảnh hưởng đến lối chơi bên trong 1/3 cuối cùng là rất mạnh mẽ. Neymar đã ghi được 5 bàn thắng và cung cấp 6 đường kiến tạo chỉ trong 3 trận ra sân ở Ligue 1 cho đến nay trong mùa giải mới. Số 4. Mbappe và Neymar tạo thành song sát. Sẽ là không công bằng khi nói về Neymar và sau đó nhìn qua những đóng góp của đối tác tấn công Kylian Mbappe, người đã ghi hat-trick vào lưới của Lille hôm Chủ nhật 21 tháng 8. Mbappe và Neymar đã chứng tỏ rằng cả hai cùng có thể tàn phá bất kỳ đội bóng nào nếu như họ đoàn kết và có phong độ cao nhất. Nhưng giờ họ đã được Messi cung cấp bóng từ phía sau, họ đã trở thành bộ đôi đáng sợ hơn. Không phải lúc nào Neymar cũng cần phải lùi sâu và tìm cách nhà Mbappe mỗi khi PSG có cơ hội phản công. Với một cầu thủ có khả năng chơi như Messi ở phía sau, họ luôn có thêm một sự lựa chọn để chuyền trong khi phản công. Mbappe và Neymar dường như đang tạo thành một mối quan hệ đối tác ấn tượng chết người ở phía trước cho PSG. Số 3. Messi có thể chạm bóng nhiều hơn. Trong phần lớn mùa giải trước, siêu sao người Argentina cho thấy xu hướng trở thành kẻ ngoài lề trong những trận đấu. Điều này là do anh thường đóng quân ở cánh phải và không tham gia chính xác vào mọi thứ mà Paris Saint-Germain đang cố gắng xây dựng trong phần 3 cuối sân. Nhưng bây giờ, anh ấy đã được bố trí ở vị trí trung tâm hơn và ở phía sau hàng công giúp anh tham gia nhiều hơn và đó là điều tuyệt vời cho PSG. Ít cầu thủ nào cầm bóng tốt hơn cựu cầu thủ của Barcelona. Kỷ lục gia 7 lần giành quả bóng vàng luôn được cho là sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới ngay cả khi anh ta đánh mất tốc độ. Chúng tôi đang thấy điều đó xảy ra ngay bây giờ khi Messi đang điều khiển lối chơi để đạt hiệu quả tuyệt vời như một tiền vệ tấn công. Messi đang trở nên có ảnh hưởng trong phần 3 cuối sân nhờ khả năng chuyền bóng và tầm nhìn của mình. Messi đã ghi 3 bàn và cung cấp 2 đường kiến tạo trong 3 lần ra sân tại Ligue 1, chỉ xếp sau Mbappe và Neymar. Số 2. Tận dụng khả năng điều tiết của Messi. Messi chắc chắn đã giảm tốc độ trong những năm gần đây. Một trong những điều đã từng khiến anh trở nên khác biệt trong thời kỳ đỉnh cao là tốc độ bùng nổ đáng kinh ngạc của mình. Anh ta có thể tạt vai để đưa hậu vệ đi sai cách, bật lên trước khung thành và biến mất trong một giây. Khi Messi ra đi, việc chơi rộng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng ở một vị trí trung tâm hơn, nơi các thuộc tính chính cần có là chuyền bóng chính xác, bước chân nhanh nhẹn và tầm nhìn, anh tỏ ra hiệu quả hơn. Ở vị trí mới, Messi dường như đã tìm thấy nhiều thời gian và không gian hơn và PSG đang phát huy hiệu quả những điểm mạnh của anh đồng thời giúp anh che đi những điểm yếu của mình. Số 1. Liên kết tốt nhất khi chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Như đã thấy trong trận đấu với Lille, thật khó để tìm ra một cầu thủ có thể kết nối tốt hơn giữa hàng thủ và hàng công hơn là Messi. Khả năng chuyền bóng, tầm nhìn và khả năng kiểm soát chặt chẽ của cầu thủ 35 tuổi này là điều khiến anh trở thành một cầu thủ khó bị khống chế. La Pulga là một trong những cầu thủ kỹ thuật sắc sảo nhất mọi thời đại. Messi không lãng phí bất kỳ thời gian nào với bóng đá để anh chỉ huy lối chơi phía sau Neymar và Mbappe giống như kích hoạt mã gian lận khi chơi FIFA.